Phòng mặt trời. Thắng đang hát gì vậy? Hay còn tạ tạ nhận. Thắng đang cùng tộc. Đó là một bài hát của tộc hả? Quả này sao? Ta sẽ móc mắt ngươi ra. Đừng lấy muôn ngàn đại. Mấy ngươi không nhìn thấy. Móc này chẳng mấy. Ta sẽ lột da ngươi ra. Chẳng này cái thảo. Ta sẽ chăn đầu. Đừng lấy muôn ngàn chú 总算天有眼,但欧罪呢? Khi nào chúng ta sẽ được sống trong hòa bình đây? Ta không muốn chờ đợi nữa. Bình tĩnh đi. Câu nóng chẳng giúp ích được gì đâu. Nhưng chờ đợi cũng đâu có giúp được gì. Nhỏ tiếng thôi, nếu bọn chúng đến, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta cứ kẹt ở đây hoài? Khổ phụ, ta đã trả tiền cho ngươi. Thế ngươi phải tuân theo lệnh của ta. Như cô nương, tôi và bạn tôi đều bạn kiếm tiền để cứu hai tên nhóc này. Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều vụ làm ăn và tiền nữa. Bây giờ triều đình đã biết mặt chúng tôi. Chúng tôi đã từ bỏ tất cả để trở thành người tốt giúp các ngươi. Được rồi, ta sẽ trả thêm tiền. Nghe có lý lắm. Lo cho sạch sẽ đi. Tối qua ngày ngủ ngon chứ. Phải không? Mời ngồi. Xin à, mặt con trên tấm thoại à. Lo dọn bàn ghế nè. Trong hồ lên trà lại á. Mang trà ra. Còn có Châu Biêu và Siêu Thủ cơ hả? Vẫn chưa có tin gì của bọn chúng mà. Kỳ quái là, liền sĩ sở cũng không được. Nhân mù ảnh, sĩ mù sĩ, có gì đó thích lạ. Đỗ à, lấy đi bao cho lại. Để bánh bao ra đây. Trời quái, chúng tôi không muốn ăn bánh bao. Hãy đem thịt nướng ra đây. Thịt nướng à? Ở sa mạc mà có thịt nướng à? Vâng. Chúng là những con cừu. Tối qua chúng tôi mới mổ thịt hai con. Vậy thì đem thịt ra. Có ngay. Tối hôm qua đánh nhau quá chủ rồi. Còn sáng nay chúng ta phải làm việc. Làm đèn ca chan à? Đi lấy vũ khí ra. Hiện thời. Ngài rất là đẹp trai. Thiên đình bảo ngài. Nhân thòng phát là hồng đại hồng quang. Thấy lì hồng hoàn trương. Tôi có thể đoán là ngài đang gặp may đấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi cũng mong như vậy. Ngài không phiền tôi xem tay ngài. Chứ muốn tôi xem một xem. Hổ cầu chi bất đắc. Cứ tự nhiên. À, quan vận phát. Nhìn vào đường danh vọng của ngài. Hình thời 2 năm trước có một thang quan vận. Ngài là quang trong triều 2 năm trước. Bây giờ ngài làm gì? Bên đâu có địa không bình? Tôi sẽ chải bình. Nơi nào có kẻ ác, ta sẽ giết hết. Bên đâu có cây cản đường, ta sẽ đốn hạ ngay.
怪得兄台嘅官运有啲阻滞啊！讲到做官，小弟点比得上兄台嘅风光高盛啊？你都几叻，咁难得咧。荒郊野岭，我浸晒命嚟。普通人点会做官去咧？通常写封文件，古惑仔嘅真系。唔使紧张，兄台你开合啫，应该知道京城最近发生咗啲大件事，但死啦，我仲惊吓。知你想讲边？你哋讲自备。兵部尚书杨宇轩杨大人被奸人所杀，佢唔单止人死，杀暗带被赵忠臣，而且仲要剥皮实草，满门抄斩。暗无天理嘅事，你知唔知系边班狗贼做啊？知。得后边。唔知。真系。好嘢，我晒佢，凉下佢啊吓，降下温啊吓。诶，大人啊，诶，唔系，大爷啊，阿琴大爷，你帮我睇下佢有冇桃花运。我睇佢长大指纹，眼大桃花，艳福不浅。系啊，琴琴。杀杨大人，爷爷要等我。就系呢班杀人唔眨眼、食人唔掠骨嘅冇头盔。唔好咁气，唔好咁气，别等奶奶，大家冷静啲啊吓！喂，中意点蜡烛嘅？阿祖，你奶奶执一块俾你，旧年买过张新嘅。哼，鸡碎咁多，得放几分要递啦，老细。咪得暗计计，准备袋捻佢。呢位老弟老骨好膽，語出不凡。你問呢位高姓大人，多謝邊隻關頭？浮萍漂泊，多謝啦，望佢漂白嘅破，你倒賊都幾易噶。嚟，喺我揾呢個無名高姓嘅年頭軍官。好，對我就陪呢位喝咗呢杯無名酒。請，喂，請。烤羊嚟啦！陳娘弟。老板娘，大嫂，只羊唔系我叫咩？多先生，啲羊要一只只烤噶嘛？咁点解迟嚟先有噶？认认真睇到服服招招，揸咩揸啫？得出嚟耐啲，要不要？豆饼。我打呀！这算了，现在今天问题还得妈咪的。啥事？帮我漂一只羊啊！得服服晒淋耐啲。怎么加嘛？怎么加？得惊气油。唔理点晒捧佢，都得晒淋耐啲。我乱打。冰桶床，冰桶床啊，冰冰冰冰绿色小小花花，溜溜溜溜溜，冻冻冻啊，白雪白雪白雪雪霜，白雪白雪白雪白雪白雪霜。假公，周云安同呢家客兼职冇还，我怕夜长唔多。咁快就喐手，杀佢个措手不及，更想更多。当你喺伏击中，好啦好啦，系哇，雨停咗啦，可以走啦。点解你哋咁慌张？会俾佢哋发现？中射边啲？我哋目标太大，咁打得远，而且又唔清楚外边嘅情况。谂住中，我哋仲带住两个细路添，就你嚟唔够佢哋快。既然呢个系黑店，就一定会有秘密。我哋今晚四周围睇下。我哋今晚四周围睇下。头先几鬼险啊！危险关。如果唔系我死都扛得住啊！真系打你，佢哋阿哥真系有嘅。唔好饮啊！有蒙向嚟结束咩？谂呢杯啦。好你嚟啲。不如我哋今晚等你杀中达控，等你中达死难面，睇下你哋班人啊，全部都系白骨。如果我哋要离开佢哋，一定要先离开呢条难路嘅树。何苦其中？系佢等降就系病。你两个一左一右，木然居中，三面进攻。降压铁等降就弱。贾庭嗰间房，同古镇睇嘢，我仲加八九木顶嘅。好，我去。你一对拉咋？Thank you.
Châu đại nhân, ngài ngủ chưa? Tôi lại phục xì lý à. Tôi đến phục vụ ngài đây. Kim Sư Ngọc, sao cảm mùi gì lấy dập lại cho mẹ? Còn ông sao lại đến đây? 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 Còn đây là nơi quán của tôi. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu có người chết ở đây hả? Trước đây cũng đã có rất nhiều người chết ở đây. Tôi biết rất rõ chuyện làm ăn của cô. Tôi đã trả lời một chân lý chỗ. Nên mỗi người kiếm đất quân là hữu nhân. Nghe biết ông là ai? Chọc dầu chọc lục. Quan lại bàn cướp để có các làm việc khác nhau và nhiệm vụ nữa chị. Tôi sẽ cùng cô giúp đỡ. Tôi đều chọc. Tiểu sư tiếng kia xin. Chúng là bọn bắt cóc. Cái ba nhân là bọn phi. Bọn phi quan không phải việc của tôi. 1000 lượng. 1000 lượng có làm không? Lỗ cái mẹ. Giết hắn. Không sao, không cần giữ hắn ở thêm một đêm nữa thôi. Chỉ cần anh thôi chịu cái này một ngày, khác cái gì? Và quên hết mọi chuyện thế nào? Điểm à? Nghĩ của họ. Ông đoán đi. Hồ công phu. Cậu đi yên xịt lắm. Thảo công phu, đồng ý rồi chứ. Cô kiếm gì ăn nhé? Chị ơi, lo cho bọn trẻ đi. Cháu xuất sức đâu rồi? Không sao. Cô đi tản bộ gì trễ thế? Ở ngoài lạnh lắm. Đi được thay gì đâu mà? Ở đây thì nóng quá. Tôi có đau đông mà. Tôi thấy lạnh mà. Mình có bị ốm không nhỉ? Chúng ta càng ở lâu thì càng